Chào mừng mọi người đã đến với bản tin chống tối cổ tối nay thế nào, và mình là Trúc Đoàn. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa thể quên vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây là gần 1 năm kể từ khi vụ việc xảy ra, chúng ta hãy cùng theo dõi diễn tiến mới nhất nhé. Tiếp tục kiến nghị thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái. Hôm qua ngày 8 tháng 11, Báo Lao Động dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Đáng chú ý, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm với truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hành hạ người khác và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Đến sáng nay ngày 9 tháng 11, theo tạp chí Tri thức trực tuyến, luật sư Nguyễn Anh Thơm, bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân, đã gửi đơn kiến nghị đến chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Nhân dân TP HCM và chủ tọa phiên tòa xét xử vụ việc của hai bị cáo nói trên. Từ các phân tích của luật sư dựa trên kết quả trưng cầu giám định pháp y tử thi cũng như thời điểm thực hiện các giám định này, luật sư Thơm cho rằng Nguyễn Kim Trung Thái biết rõ việc Trang đánh cháu VA, nhiều lần trực tiếp chứng kiến Trang đánh con nhưng không can ngăn mà còn giúp sức cùng Trang đánh cháu VA, đồng thời xóa hết dữ liệu của 4 camera trong nhà nhằm che giấu tội ác, tiêu hủy bằng chứng ngoại phạm, giúp sức cho Trang đánh chết con mình. Từ những căn cứ nêu trên, luật sư Thơm đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 để yêu cầu việc trưng cầu giám định bổ sung phải thực hiện tại phòng kỹ thuật hình sự công an TP HCM. Luật sư cũng tiếp tục kiến nghị thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái từ tội che giấu tội phạm sang tội giết người. Cách đây không lâu ở Hưng Yên xảy ra vụ việc ba cô con gái cùng đốt mẹ ruột của mình. Chúng ta cùng theo dõi xem sức khỏe của người mẹ hiện tại ra sao nhé. Người mẹ bị ba cô con gái ruột đốt nhà hiện ra sao? Liên quan đến diễn biến mới nhất của vụ việc, VOV dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nơi đang điều trị cho cả bốn mẹ con cho biết hiện có 3 trên 4 người tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Đáng chú ý, người mẹ bị nặng nhất, bỏng trên 60%, hai người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%. Theo vị lãnh đạo này, bệnh nhân bị bỏng 5% thì khoảng 2-3 ngày tới là ổn, nhưng vẫn cần theo dõi tiếp bỏng hô hấp, bỏng sâu bên trong. Ba người còn lại vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì. Hiện những người này đã được các bác sĩ điều trị chống sốc, nhiễm trùng. Đặc biệt, sức khỏe của người mẹ tiên lượng rất xấu do bỏng trên diện rộng, tuổi cao nên khả năng phục hồi kém. Trước đó, vụ việc cũng đã được cơ quan công an khởi tố. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận. Nhạc sĩ Ánh Dương qua đời. Ở thế hệ của chúng ta, chắc chắn không ai không biết bài hát Chào Em Cô Gái Lam Hồng, dù bạn có là fan của thể loại nhạc nào đi nữa. Tác giả của bài hát Đi Cùng Năm Tháng này là nhạc sĩ Ánh Dương. Ông vừa mất sáng ngày 8 tháng 11 tại nhà riêng ở Vinh, hưởng thọ 87 tuổi. Giảng viên âm nhạc Lê Thị Quý, em út nhạc sĩ, chia sẻ với VN Express cho biết sức khỏe ông suy yếu, nằm liệt giường 2 năm nay vì tai biến. Ông có hai con đều theo nghệ thuật, một là đại tá Lê Thị Thu Giang, nguyên đoàn trưởng đoàn văn công quân khu 7, con gái còn lại dạy nhạc ở Hà Nội. Nhạc sĩ Ánh Dương tên khai sinh là Lê Văn Dương, sinh năm 1935, quê ở xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông sớm tham gia cách mạng rồi bén duyên nghệ thuật. Năm 1967, ông sáng tác bài Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Khi còn sống, nhạc sĩ từng kể bài hát ra đời vào thời điểm chiến tranh chống Mỹ khốc liệt. Nhiều nghệ sĩ trong đoàn hy sinh vì trúng bom. Bài hát viết ra để ca ngợi những nữ thanh niên xung phong gỡ bom, thông đường cho xe ra chiến trường. Ngoài ra, tên tuổi của ông còn gắn liền với các ca khúc cách mạng khác như Tiếng Trống Tòng Quân, Tạm Biệt Em, Hợp Xướng Vinh Quang Quân Khu Chúng Ta. Ông cũng từng nhận được huân chương quân công, huân chương kháng chiến và huân chương chiến sĩ vẻ vang. Đố mọi người, ai là người đàn ông sexy nhất năm 2022? Dù bạn có đáp án rồi hay là chưa thì cũng đừng quên theo dõi thông tin này nha. Captain America Chris Evans là người đàn ông sexy nhất năm 2022. Chris Evans, tài tử nổi tiếng với vai Captain America trong loạt phim đình đám của Marvel, vừa được People vinh danh là người đàn ông đương đại quyến rũ nhất năm 2022. Chris Evans cho biết vẫn đang cố gắng làm quen với danh hiệu mới và chuẩn bị đón nhận sự trêu chọc từ bạn bè của mình, nhưng đội trưởng Mỹ cũng rất phấn khích vì biết mẹ anh sẽ tự hào về điều đó. Ở tuổi 41, anh cho biết điều bản thân mong mỏi nhất là kết hôn và có một tổ ấm hạnh phúc. Khi bạn đọc về hầu hết các nghệ sĩ giỏi nhất, dù họ là diễn viên, họa sĩ, nhà văn, họ đều thừa nhận không phải các tác phẩm họ làm ra là điều tự hào nhất mà chính là các mối quan hệ, gia đình, tình yêu họ đã tìm thấy và chia sẻ. Người đàn ông sexy nhất bộc bạch. Chris Evans thừa nhận anh đã quá già để xách vali đi xa đóng phim suốt 6 tháng và chỉ thấy hạnh phúc khi ở nhà. Nam diễn viên ao ước có một cuộc sống ổn định, cân bằng và một tổ ấm bình yên. Hồi tháng 7, Chris Evans cũng tiết lộ đang nỗ lực tìm một người bạn đời để anh có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và yêu thương chăm sóc nhau. Trước đây, Chris Evans hẹn hò nhiều mỹ nhân Hollywood như Kate Bosworth, Jessica Biel, Amy Rossum, Janice Lace, Minka Kelly, Diana Aroney, Lily Collins. Nam diễn viên cho biết sau những mối quan hệ tình cảm đổ vỡ, anh lại rút ra những kinh nghiệm sống và cải thiện bản thân. Tuổi tác và những trải nghiệm giúp Chris tự tin khẳng định rằng hiện anh đã trở thành một người yêu tốt hơn nhiều so với thời trẻ. Ở đây có ai thích ăn hột vịt lộn không? Riêng Trúc là Trúc thích nha. Tối qua thật sự là Trúc đã ồn ồn chạy đi vòng vòng mua 3 hột vịt lộn về ăn. Nhưng mà bạn có biết rằng là trứng hột vịt lộn nằm trong top những món trứng tệ nhất thế giới hay không? Trứng vịt lộn đứng đầu danh sách món trứng tệ nhất thế giới. Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa đưa ra danh sách 10 món trứng tệ nhất thế giới. Theo bản thống kê này, trứng vịt lộn có mức điểm thấp nhất chỉ 2,8 trên 5 sao, đứng đầu danh sách. Đây là món ăn phổ biến ở Việt Nam và Philippines nhưng cũng thường lọt top những món ăn kinh dị nhất thế giới.
trang Taste Atlas bình luận balut hay trứng vịt lộn hoặc vịt lộn phổ biến ở Philippines được phục vụ ở khắp nơi, từ quầy hàng trên đường phố tới các nhà hàng cao cấp. Món ăn gồm một quả trứng vịt mà phôi đã phát triển thành hình, sau đó được luộc chín. Phần lòng trắng bên trong có nguyên một con vịt con nên nhiều người không dám thử. Theo Taste Atlas, trứng vịt lộn ở Philippines thậm chí còn được coi là một chất kích thích chuyện phòng the, thường được dùng kèm một cốc bia lạnh. Ở Việt Nam, trứng vịt lộn cũng rất quen thuộc nhưng thường chỉ có hàng quán bình dân. Trứng được ăn nóng, thêm giấm tỏi, ớt, lá rau răm, gừng. Theo quan niệm đông y, trứng vịt lộn rất giàu đạm, được đánh giá là loại thuốc bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe. Nhưng chúng có tính lạnh nên khi ăn, người ta kết hợp với các nguyên liệu mang tính nhiệt như tỏi, ớt, gừng để cân bằng và át mùi tanh. Trong bảng xếp hạng này, một số món trứng quen thuộc khác cũng bị điểm mặt chỉ tên. Trứng hấp kiểu Hàn Quốc xếp thứ 9 với 3,5 điểm, trứng bắc thảo của Hàn Quốc xếp thứ 10 với 3,6 điểm. Món trứng đúc lò của Pháp hay món trứng bọc thịt của Anh và mì ống trứng tráng của Italy cũng gây bất ngờ khi lọt top. Tới đây thì chương trình cũng đã hết rồi, hy vọng là bản tin vừa rồi là giúp bạn chống tối cỏ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Nhớ đón xem tụi mình nha.